hai bài thuốc dân gian từ nghệ giúp chữa trào ngược dạ dày hiệu quả. Nghệ là một cái loại dược liệu được sử dụng nhiều ở trong đông y. Ở trong nghệ nó có cái hoạt chất curcumin. Đây là một cái hoạt chất giống như là một cái loại kháng sinh tự nhiên, sẽ giúp kháng khuẩn, chống oxy hóa và trung hòa lại cái axit dư thừa trong dạ dày của mình. Bởi vậy nên khi mà những ai bị trào ngược dạ dày sử dụng thì nó sẽ được cải thiện một cách nhanh chóng, cũng như là hỗ trợ phục hồi những cái vết loét trong dạ dày của mình được tốt hơn. Và dưới đây là hai cái bài thuốc đơn giản để chữa trào ngược dạ dày từ nghệ. Cái bài thuốc đầu tiên thì rất là đơn giản và quen thuộc. Mọi người chỉ cần chuẩn bị tinh bột nghệ này, mật ong nguyên chất và nước sôi. Sau khi mà đã có được những cái nguyên liệu mình cần thiết rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu pha. Thì mình sẽ lấy khoảng tầm 1 muỗng rưỡi cái loại này, 1 muỗng rưỡi cho cái muỗng tầm trung này. Tiếp theo đó là mật ong thì chúng ta sẽ cho vào 1 muỗng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái phần nước đang còn ấm ấm nha. Và chúng ta khuấy đều, khuấy tan tất cả tinh bột và mật ong ra. Mọi người cho khoảng 100ml nước. Vậy là xong rồi. Sau khi mà mình đã khuấy tan hết ra rồi á, thì mọi người sẽ đợi một chút để cho nước nó không còn quá nóng. Nó chỉ trong tầm ấm ấm là vừa. Và mọi người sẽ uống vào trước bữa ăn 30 phút. Một ngày uống làm 2 lần như vậy thì mọi người sẽ thấy rất là nhanh cái vấn đề là trào ngược dạ dày của mình sẽ được cải thiện. Rồi cái bài thuốc thứ hai này thì mọi người cần chuẩn bị cho Lý. Cái nguyên liệu chính vẫn chính là cái tinh bột nghệ. Cái thứ hai đó là một chút cái cà phê và vẫn là một chút nước nóng. Thì mình sẽ pha hai cái thứ này với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình pha luôn nhé. Mọi người hãy pha cho Lý theo tỷ lệ 1:4 nha. Đó là 1 phần cà phê và 4 phần tinh bột nghệ. Bây giờ Lý sẽ cho một cái muỗng tinh bột nghệ đầy vào trong đây. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng bột nghệ để mình pha. Nếu mà ý là không phải tinh bột nghệ nguyên chất pha công thức này cũng được nha. Và 1/4 cái muỗng cà phê. Ta đảo đều nó lên một chút. Rồi sau đó mình sẽ cho nước nóng vào. Mình sẽ khuấy tan hết tất cả ra. Sau khi mà Lý đã hãm xong cái phần cà phê và tinh bột nghệ, cái cà phê nó đã tiết ra những cái tinh chất cần thiết á, thì bây giờ chúng ta sẽ lọc ra, mình chỉ lấy cái phần nước của nó thôi. Và đây Lý đã thu được một cái ly nước, đó là nghệ với lại là cà phê. Cái ly nước này á, mọi người hãy chia ra làm 2 phần và uống trong ngày nhé. Mọi người có thể uống trước hoặc là sau bữa ăn 30 phút thì nó sẽ rất là hiệu quả cho cái vấn đề là trào ngược dạ dày của mình.